cuộc đời cách tôi lâu lắm thầm chầm môi của tôi, chỉ ước mong sao để mau được chào lên. Nhờ người mai mối để rước em về môi của tôi, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nên anh ráng sang năm mừng, ăn lên anh hút em về làm dâu. Cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên.
là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Tôi xin trân trọng mời quý cô bác, ông bà cô bác, anh chị em, cậu mợ gì đến để dự lễ cho cháu Bình hôm nay. Con có tiếng một lần nữa tôi kính mời mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy coi như là báo báo. Xin lặp lại cái thứ phần thứ nhất là cúng ông bà gia tiên, thứ hai là dâng rượu cho quý cô bác cậu mợ gì, thứ ba là phần tặng quà cho cháu, và hồi thứ tư là bế mạc chính chính non thắp nhang để mà cúng ông bà nội ngoại hai bên về đây chứng giám cùng nhau chung trà chén rượu vui cùng con cháu. Chúc cho con cháu không nọ có hôm nay thì để cho cháu Bình dâng rượu mỗi người một miếng để coi như cháu đền đáp công ơn mà quý ông bà của bác đã đến dự. Có mượn nào nó rót rượu giùm cho thằng Bình. Thằng đâu rồi? Danh, danh kêu. Mượn cái danh ơi. Mượn danh. Rồi. Mấy giờ rượu này là cho anh chăm vô cái chúc mừng cho cháu. Mừng. Chúc con được trăm năm hạnh phúc nha. Dạ quay luôn chị ba. Chưa chứ đấy uống hết sao? Có ai khác chúc con hạnh phúc nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Các bạn cái này gần bịch đi ra ngoài rồi, đi theo dân ra ngoài mấy. Cảm giác 97. Nè cái câu là cậu dưới rồi. Không mà dân tư con rượu thêm nữa. Rồi, chúng em tên là mình quốc trong rồi vô đây. Rồi vô đây. Để gọi tao không tỉnh.
Cảm ơn, chúc em trăm năm hạnh phúc nha. Anh chị cũng cà cái bao năm nay. Cái khúc này có tặng tiền chưa? Chưa. Thôi tặng luôn đi. Chưa. Rồi, bé Thỏ đặt bóng heo cho nó vui chút xíu ha. Bé Thỏ có muốn mà tặng cho cậu ba không? Tặng cho ba chứ cậu ba trăm năm gì? Chúc cậu ba trăm năm hạnh phúc. Rồi, anh nghe. Rồi, anh... Cho cậu ba. Rồi, tấm lòng của hai chồng nha. Rồi, cũng... Anh hai con đi lớn lắm rồi, chị hai đi, chị hai đâu rồi? Anh hai sao sao bởi vậy à? Hình như là có 10 triệu phải không vậy? Để vô. Cậu vô danh chưa? Ba, Vũ Nguyên nhìn nè. Hai, ba, nhìn cái này. Quả ơi. Ra lên. Rất rượu vô. Thành. Mẹ sinh. Nó lớn lên. Thành hôn. Thì trước hết là nó dâng cho cha nó một ly rượu và mẹ một ly để tỏ lòng biết ơn của con mà được sự chăm sóc và nuôi dưỡng. Rồi đứng dậy cùng đi cái đi. Ừ. Vô. Mời quý anh, quý cô bác cùng cậu mợ tặng quà cho cháu nếu có. Chung vô. Tặng cho cháu lấy tiền đó mua nhà bông với Dũng. Cho cháu Bình. Ông bác cô tư đưa cho Bình á. Rồi con Bình đây. Để cảm ơn. Thầy với cô Út. Hai tay. Cô Út cho. Cô Bảy. Lấy tay con, lấy hai tay con. Bà Tám nữa. Đây ngày vui của cháu, bác cháu phần quà chúc cha hai cháu chúc đời hạnh phúc với cái phần của quà của nghệ gì tí. Ngày mở hai á, mở hai. Ổng đâu không thấy quà. Dạ, ở nhà bị mấy nhỏ đi chơi. Con em nói ngày vui của thằng Bình má năm tặng cho con 10 triệu mua đồ. Thùng cột lại này để nó không có gì không. Cậu chính với Dũng Bãi nha con. Dạ, đó là chuyện của việc cậu chính. Đi đuôi đi nói nó chậm chậm hết. Dạ, chúc mừng nữa. Chúc mừng là chị. Trân trọng cái mời nếu ai còn cho bác Sáu. Dạ. Rồi anh ba cũng có phần quà để chúc mừng thì em rồi rồi. Mời quý anh quý chị ngày vui của em anh Bảy chúc cho em nghe. Cái phần này của cháu Lọt với dạ dạ chúc mừng Yên Bình trăm năm phúc em dạ. Đứng đây dạ thì sao
bưng về sáng. Một xá một lại đó. Và buổi lễ đến đây xin kết thúc. Cũng xin quý vị mà mai lễ mà rước dâu á thì phải có mặt trước 8 giờ để mình đi rước dâu cho rước cho dâu. 8 giờ làm lễ. 8 giờ làm lễ. Cho em cái tối giờ chứ. Về đây 9 giờ. Mình về đây là 9 giờ. Đi cho phan bấy. Bây giờ biết nói gì. Giờ mua hộp sữa cho tôi không muốn đi. Thôi vậy được. Cho phan bấy. Chụp tấm hình đấy. Nghĩ buồn. Quý đại biểu qua dùng cháo dễ lao xin trân trọng kính mời xin hết. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha, còn đây ta xin hai đứa thương tay ra. Anh nói mai này em sẽ nắm cùng anh, hơi khoan hô khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao, cuộc đời ta xin hai.
mẹ cha, cho đức em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi mỗi ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới yên đóng em về gấp từng trăm năm. Đêm năm mới, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà cỡ sao lòng thần thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, rượu bia chơi lãng chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng, yêu đậm sâu có đất thơ hồng, thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trồng rau, anh cắm câu tính toán trong đầu, nhất quyết đem về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha, cho đứa em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu. Yêu theo đám trai bưng mong, coi mỗi ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới yên đóng em về cất tình trăm năm. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đông trước khi dự lễ đó thì tôi thay mặt gia đình bên nhà trai xin kính thỉnh quý ông quý bà cô bác cùng anh chị em đưa cháu dâu về bên nhà chồng. Thứ nhất là biết cho gia đình bên nhà chồng, thứ hai là dùng với gia đình đóng một cây rượu mời cho hai cháu sang năm 2021.
có em thì anh đây biết xong làm sao, dù cho có xa nhau. Thấy lên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình bạn ông cha. Em ơi bắt lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù dần đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa lời. Mình vui mình cùng chia sẻ ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình lo nè tụi đi mai sau đón thêm. Chi tôi được làm chú rể càng vô duyên ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự, trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao số tên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn, thì màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nghiêm, cô thì cười duyên. Ôi sông ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Nay là cũng quyền thất tổ nội ngoại hai bên, chung về đây chung nhau uống
chén trà chung rượu, chúc cho con cháu nó hạnh phúc trăm năm, hạnh phúc sinh con đẻ cháu nối dõi tông đường. Tao cũng thế. Bước mày bước nữa chưa đấy? Bước mày bước nữa chưa đấy? À. Rồi. Để tỏ lòng biết ơn của hai cháu ngày thành hôn mà quý ông bà cô bác đã đến dự đông đủ, vậy để cho hai cháu dâng mỗi người uống miếng rượu đền đáp. Em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái tao đường, phù thề giao mãi đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng. Bông ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuồng ba lá ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu. Nhị bãi cao đường, phù thề giao mãi đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Em ơi nói nghe nè, người quê mình chân chất đừng nhà anh cứ đi bằng chân đất. Sao trưởng ra anh thần nhất lũ nhóc men bên giống qua đây anh cần tất làm vô miền Tây không có như còn phải dễ, chỉ cần gật đầu anh luôn cho phải lễ. Ba con lối sớm hôm bữa em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy dậy đi dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó rồi mình lên xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các thông gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù thề giao mãi đêm nay ta say ta mãi. Qua ngàn gian nan giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù thề giao mãi đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Thank you.
hoa từng bừng đón dâu, kính chúc cho đôi quyên ương bền lâu, tiếng yêu thương kết duyên cao trầu, đắm say lòng ngất ngây. Ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thước tha quá mặn, khiến ai lòng rối bơ. Bao tiếng cười reo vui, nâng rượu ly chúc nhau, nhiệt sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quan viên hai họ đang hiện diện trong ngày vui trọng đại của chú rể tài hoa Thanh Bình và cô dâu xinh đẹp Cẩm Giang. Và ngay sau đây xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu và dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đôi gia nhân tuyệt vời của chúng ta đang cầm tay nhau bước lên sân khấu để về chung một mái nhà và từ nay sẽ cùng có nhau trong cuộc đời này. Và xin một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ. Kính thưa quý vị thân mến, trong không khí ấm áp của những ngày đầu tháng 6 này, chú rể tài hoa Thanh Bình và cô dâu xinh đẹp Cẩm Giang đã tìm được nhau, với nhau và họ quyết định về chung một mái nhà. Chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để cùng chứng kiến nghi thức rót lên những giọt rượu tình yêu. Từ nay sẽ cùng chia ngọt sẽ vui, cô dâu sẽ cùng rót lên những giọt rượu tình yêu ạ. À. Cứng quá. Nghe ơi. Dặn ra luôn. Quá dặn. Chúng ta cùng chứng kiến những giây phút hết sức đẹp của cô dâu và chú rể của chúng ta. Những giọt rượu tình yêu đã được rót lên vĩnh kết đồng tâm trăm năm hạnh phúc. Những giây phút hết sức lãng mạn đang hiện diện trên sân khấu của chúng ta phải không ạ? Ấy trời trời ơi. Một tràng pháo tay cho nhau. Thì anh mới bán B41. Đã được rót đầy. Chẳng tan nha. Hả? Nào. Cùng cắt chia nhau chiếc bánh tình yêu ạ. Cắt đi. Giao đâu? Đâu? Những hình ảnh thật đẹp, thật hạnh phúc và thật lãng mạn đang hiện diện cùng vào chú rể trong năm tình viên mãn. Mời cô vòng vòng cái tay qua. Xin chân tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho một hình ảnh thật đẹp trên sân khấu của chúng ta. Xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể ạ. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể chúng ta có thể trở về bàn để tiếp đãi quý vị quan khách. Trời còn vui, biết chưa kịp khui cứ hết mình. Chuyện kia từ từ tính sao? Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu thơ. Đi đâu ai cũng hỏi tới bao giờ mày kết hôn. Hãy ơn cho chi sớm mới ba đục từ từ tính sao. Vì một câu hỏi suốt ngày hỏi tới hỏi lui, còn ở bên ai thế nào là chuyện của tôi. Mình còn ham chơi quá trời, bạn bè nó kêu coi từ ngày mai cưới giờ. Em nói xui, cuộc chơi còn vui, biết chưa kịp khui cứ hết mình. Chuyện kia từ từ tính sao, mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu.
khi nào thì mày mới rước dâu mới 30. Còn tụi ăn tụi chơi mà đâu dám tính tới chuyện gia đình mà xui ghê. Anh là dính với em tính ra duyên của hai đứa hỏi hàng. Theo anh là xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng. Tích tịch tình tan không khí hôm nay đồn đàn. Thêm dắt con dâu về nên sớm chơi sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi môi trước cái đế tao. Ra diêm tao mang theo đầu cao rất còn dâu ngoan về nhà. Chuyện mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi. Họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nôn nao đón chờ ngày qua rước dâu. Không vì một mai chúng mình sẽ là của nhau. 1, 2, 3 vô khui bia đi bạn ơi. Lên bia đi bạn ơi. Cứ nhấp môi nãy giờ. Ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy. Tao lo cho tụi bay gửi hết đêm nay rồi về. Hôm nay ngồi đây hứa với cha mẹ xây thì mai ấm con cháu xinh đây. Sẽ bù đắp tương lai vui con sau đó mừng anh. Nghĩ đến tương lai thân nghề hôm nay con xin phép lại. 1, 2, 3 vô khui bia đi bạn ơi. Lớn bia đi bạn ơi. Cứ nhấp môi nãy giờ. Ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy. Tao lo cho tụi bay gửi hết đêm nay rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai chuyện cũ sẽ vào gì vang sẽ nhà vai sống tôi thân.